hơn 182.000 học sinh các cấp trên toàn tỉnh Đắk Nông tự trường năm học 2023 đến 2024. Bộ Công an khen thưởng Công an Đắk Nông về thành tích trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra dọc bờ sông Cờ Dông Nô, đoạn xã Nâm Nờ Đi. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 28 tháng 8. Ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 8, hơn 182.000 học sinh các cấp trên toàn tỉnh Đắk Nông tự trường năm học 2023 đến 2024. Trong ngày tự trường, học sinh các khối lớp tập trung toàn trường để nghe ban giám hiệu phổ biến các nội dung như kế hoạch năm học, kế hoạch công tác đoàn, đội, nội quy nhà trường. Sau khi sinh hoạt chung, học sinh về các lớp để làm quen, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến kế hoạch học tập, những quy định trong năm học mới, phổ biến quán triệt nội quy, quy định của trường, lớp, các lớp tiến hành bầu ban cán sự lớp, thành lập các tổ, nhóm, giáo viên phổ biến lại thời gian và những việc cần làm trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, năm học 2023 đến 2024 được Bộ Giáo dục đào tạo chọn chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với tinh thần đó, toàn ngành giáo dục đã chuẩn bị mọi tâm thế để triển khai hiệu quả. Nhiệm vụ năm học 2023 đến 2024 với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Công an vừa khen thưởng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông về thành tích điều tra, phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lực lượng Công an đã đấu tranh triệt phá và khởi tố hai đối tượng có dự án dởm xảy ra tại huyện Cờ Rông Nô. Công an Đắk Nông đã thu hồi gần 2,3 tỷ đồng trả lại cho nạn nhân. Sau khi nhận lại được toàn bộ số tiền bị hai đối tượng lừa đảo, bị hại đã viết thư cảm ơn lực lượng công an tỉnh Đắk Nông. Từ đầu năm 2023 tới nay, bờ sông Cửa Rông Nô, đoạn qua xã Năm Nở đi, bị sạt lở nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, chỉ trong vòng vài tháng, con sông này đã ăn sâu vào khu vực đất sản xuất, đồng thời khiến con đường nội đồng có nguy cơ bị nuốt chửng. Tình trạng sạt lở bờ sông đoạn qua xã Nâm Nờ đi khiến nhiều hộ gia đình gặp khó khăn do mất đất sản xuất. Trước tình trạng sạt lở bờ sông, Ủy ban nhân dân xã Nâm Nờ đi đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện Cờ Rông Nô, trong đó nêu rõ có hai điểm sạt lở mạnh dọc tuyến đường trục chính đại đồng thôn Nam Giao. Cụ thể, điểm một dài khoảng 100m hướng từ trạm bơm số 2 Nam Giao đi trạm bơm Quảng Hà, xã Nâm Nờ đi. Thời điểm kiểm tra, điểm sạt lở mạnh nhất cách đường đi lại sản xuất của người dân chỉ chưa tới 2m. Đối với điểm sạt lở số 2, có chiều dài khoảng 150 mét từ cầu Nam Giao đi chạm bơm số 1A, xã Nâm Nờ Đi. Hiện tại điểm sạt lở này đã đến đường trục chính nội đồng, xuất hiện vết nứt tại tim đường đi. Các điểm sạt lở trên có nguy cơ ảnh hưởng lớn, gây mất đường đi lại, kinh mương sản xuất của người dân. Sáng 28 tháng 8, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Đông cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi cấp trên về vụ việc người dân đăng tải thông tin cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông Gia Nghĩa Đắk Đông tần dân song chạy. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 3 phút có tiêu đề cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông ra nghĩa đắc đông, tần dân xong chạy. Trong clip này, một người đàn ông cầm điện thoại quay cảnh một thanh niên bị chảy xước và nói cảnh sát giao thông đánh người. Bài viết hiện có hàng chục nghìn lượt xem và có nhiều bình luận khiếm nhã. Công an thành phố Gia Nghĩa cho rằng, việc đăng tải thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự nói riêng, đơn vị nói chung. Do đó, Công an thành phố Gia Nghĩa đề nghị Sở Thông tin Truyền thông Đắk Nông phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh, xử lý đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật. Giá tiêu hôm nay, 28 tháng 8 đồng loạt tăng tại thị trường trong nước sau mấy ngày chứng lại, đang mở ra kỳ vọng sẽ có sự xác lập kỷ lục về giá trong mấy năm gần đây. Theo khảo sát, giá hồ tiêu dao động trong khoảng 68.500 đồng đến 72.000 đồng mỗi kg sau khi tăng nhẹ tại thị trường nội địa. Trong đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận hiện là 68.500 đồng mỗi kg tại tỉnh Gia Lai, cao hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 69.500 đồng 1 kg, cùng tăng 500 đồng mỗi kg. Hồ tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông đang được thu mua với mức giá chung là 70.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng trên 1 kg, mức tăng cao nhất so với hồ tiêu ở thị trường các tỉnh. Mặc dù chỉ tăng 500 đồng 1 kg xong trong ngày hôm nay, giá hồ tiêu tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu vẫn đang được giao dịch ở mức giá cao 71.000 đồng 1 kg và 72.000 đồng trên 1 kg. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.